Cô xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau ở tiết luyện từ và câu rồi. Các bạn hãy chuẩn bị giúp cô một quyển sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 2, một quyển vở trắng, một cây bút mà bạn yêu thích nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu vào giờ học nào. Trước khi bắt đầu vào bài học mới thì bây giờ các bạn hãy cùng nghe một đoạn của bài hát Chị Ông Nô nhé. Các bạn đã vừa được nghe một đoạn của bài hát Chị Ông Nâu. Vậy bây giờ các bạn hãy suy nghĩ và trả lời giúp cô câu hỏi sau. Trong đoạn nhạc Chị Ông Nâu, các sự vật nào được nhân hóa và chúng được nhân hóa bằng cách nào? Các bạn hãy cùng suy nghĩ và trả lời nhé. Bạn đã có câu trả lời chưa? Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu câu trả lời của bài tập này nhé. Các bạn hãy cùng quan sát bảng sau. Ở trong đoạn nhạc Chị Ông Nâu thì các sự vật được nhân hóa là ong, gà trống, mặt trời. Ở bài tập này có hai cách để nhân hóa sự vật. Cách 1 là dùng các từ để gọi con người, để gọi sự vật. Ví dụ như ong thì được gọi bằng chị, gà trống thì được gọi bằng chú, mặt trời thì được gọi bằng ông. Cách thứ hai để nhân hóa một sự vật trong bài tập này là dùng những từ ngữ để tả người, để tả các sự vật. Ví dụ như mặt trời thì được tả bằng từ dậy. Có bao nhiêu bạn làm đúng bài tập này nào? Các bạn giỏi lắm, hãy tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay đi nào. Ở tiết học trước, cô đã dạy cho các bạn các cách để nhân hóa sự vật. Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại kiến thức một chút nhé. Có mấy cách để nhân hóa sự vật? Cô hoàn toàn đồng ý với các bạn, có 3 cách để nhân hóa sự vật. Cách 1, gọi sự vật bằng từ dùng để gọi con người. Cách 2, tả sự vật bằng những từ ngữ dùng để tả người. Cách 3, nói với sự vật như thân mật như nói với con người. Các bạn đã nhớ 3 cách để nhân hóa một sự vật chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng ôn lại một lần nữa nhé. Có 3 cách để nhân hóa sự vật. 1, gọi sự vật bằng từ dùng để gọi con người. 2, tả sự vật bằng những từ dùng để tả người. 3, nói với sự vật thân mật như nói với con người. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về biện pháp nhân hóa qua bài Nhân hóa, ôn cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào. Ở bài học này sẽ giúp các bạn vận dụng các cách nhân hóa mà ta đã học để tìm các sự vật được nhân hóa trong bài thơ. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào.
Phần đầu tiên của bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hiện tượng nhân hóa. Các bạn hãy cùng đọc to yêu cầu bài 1 với cô nào. Bài 1. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi. Nhiệm vụ đầu tiên cô dành cho các bạn là hãy dành thời gian để đọc lại bài thơ Đồng hồ báo thức của tác giả Hoài Khánh nhé. Thời gian để các bạn đọc bắt đầu. Các bạn đã đọc bài thơ rồi phải không nào? Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời giúp cô câu hỏi. Trong bài thơ Đồng hồ báo thức thì những sự vật nào đã được nhân hóa? Các bạn hãy lấy bút chì và thước gạch dưới những sự vật được nhân hóa có trong bài thơ nhé. Các bạn hãy cùng suy nghĩ và trả lời nào. Bạn đã có câu trả lời chưa? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời nhé. Các bạn cùng quan sát lại bài thơ Đồng hồ báo thức. Ở khổ thơ 1, chúng ta có các sự vật được nhân hóa như sau. Kim giờ. Sự vật được nhân hóa thứ hai là kim phút. Ở khổ thơ thứ hai, các sự vật được nhân hóa là kim giây và ba kim. Các bạn có tìm được 4 sự vật đã được nhân hóa trong bài thơ không? Các bạn giỏi lắm, cô khen các bạn. Ở câu A, các bạn đã tìm được các sự vật được nhân hóa trong bài rồi. Bây giờ, các bạn hãy đọc lại bài thơ một lần nữa và cho cô biết các sự vật kim giờ, kim phút, kim giây và ba kim được nhân hóa bằng cách nào? Các bạn hãy cùng suy nghĩ và đưa ra câu trả lời nhé. Bạn đã có câu trả lời rồi phải không? Bây giờ các bạn hãy nghe cô giảng bài và so sánh xem mình làm có đúng hay không nhé. Các bạn cùng quan sát. Các sự vật trong bài thơ được gọi là gì? À đúng rồi, kim giờ thì được gọi bằng bát. Kim phút thì được gọi bằng anh. Kim giây được gọi bằng bé. Vậy các sự vật trong bài thơ được tả như thế nào? Kim giờ thì thận trọng, nhích từng ly từng ly. Kim phút thì lâm lì,
đi từng bước, kim dây thì tinh nghịch, chạy vút lên trước hang, ba kim thì cùng tới đích, và rung một hồi chuông vang. Các bạn cùng quan sát lại bài thơ và cho cô biết từ dùng để gọi và tả các sự vật trong bài thơ đồng hồ báo thức là từ dùng để tả gì? Cô hoàn toàn đồng ý với các bạn. Các từ được sử dụng trong bài thơ là những từ dùng để gọi và tả người. Vậy, bạn nào có thể nhắc lại giúp cô các cách để nhân hóa một sự vật nào? Cô hoàn toàn đồng ý với các bạn có 3 cách để nhân hóa sự vật. 1. Gọi sự vật bằng từ dùng để gọi con người. 2. Tả sự vật bằng những từ dùng để tả người. 3. Nói với sự vật thân mật như nói với con người. Cô có một lưu ý nhỏ đối với các bạn. Khi các bạn tả một sự vật hay một con vật, nếu như các bạn sử dụng biện pháp nhân hóa thì sẽ giúp cho bài văn của các bạn hay hơn, sinh động hơn đấy. Các bạn nhớ nhé! Cô đã vừa hướng dẫn các bạn làm các bài tập về biện pháp nhân hóa rồi. Đến với phần 2 của tiết luyện từ và câu hôm nay, thì cô trò chúng ta cùng ôn lại cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào nhé. Các bạn đọc to yêu cầu bài với cô nào. Bài 2, dựa vào nội dung bài thơ trên và trả lời câu hỏi. Các bạn hãy đọc lại bài thơ Đồng hồ báo thức một lần nữa và trả lời giúp cô câu hỏi. A. Bát kim giờ nhích về phía trước như thế nào? Các bạn hãy ghi câu trả lời ra tập nhé. Cô lưu ý nhỏ với các bạn, khi viết câu, đầu câu ta phải viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm nhé. Thời gian cho các bạn làm bài bắt đầu. Bạn đã có câu trả lời cho câu A chưa nào? Chúng ta cùng xem câu trả lời nhé. Bát kim giờ nhích về phía trước như thế nào? Các bạn hãy cho cô biết kết thúc câu này bằng cụm từ gì? À đúng rồi, câu A kết thúc bằng cụm từ như thế nào? Vậy để trả lời cho câu hỏi như thế nào, ta sẽ dùng những từ chỉ gì? Cô hoàn toàn đồng ý với các bạn. Để trả lời cho câu hỏi như thế nào, ta dùng những từ chỉ đặc điểm, tính cách của sự vật. Bây giờ các bạn cùng xem nhé. Ta có thể trả lời như sau.
Bác Kim Giờ nhích về phía trước một cách thận trọng. Hoặc là các bạn có thể trả lời: Bác Kim Giờ nhích về phía trước từng ly rất thận trọng. Có bao nhiêu bạn có cùng câu trả lời với cô nào? Giỏi lắm, cô khen tất cả các bạn. Các bạn hãy trả lời giúp cô câu B. Anh Kim Phút đi như thế nào? Các bạn hãy ghi câu trả lời vào tập của mình nhé. À, cô lại nhắc lại lưu ý một lần nữa rằng khi viết câu, đầu câu phải viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm. Các bạn nhớ nhé, thời gian làm bài của các bạn bắt đầu. Cô nghĩ các bạn đã có câu trả lời rồi, phải không nào? Các bạn hãy cùng quan sát lại câu B. Các bạn thấy đấy, kết thúc câu B cũng bằng cụm từ như thế nào. Vậy, để trả lời cho câu hỏi như thế nào, thì các bạn phải tìm những từ chỉ đặc điểm, tính cách của sự vật, mà sự vật trong câu B này đó chính là anh Kim Phút. Vậy những từ chỉ đặc điểm tính cách của anh Kim Phút trong bài thơ này là gì? Đúng rồi, đó là từ lầm lì. Vậy chúng ta có thể có câu trả lời như sau. Anh Kim Phút đi từng bước lầm lì về phía trước. Hoặc là anh Kim Phút đi lầm lì từng bước về phía trước. Các bạn có câu trả lời giống với cô không nào? À, các bạn giỏi lắm. Cô khen các bạn. Các bạn hãy cùng đọc lại bài thơ và trả lời giúp cô câu C. Bé kim dây chạy lên trước hàng như thế nào? Các bạn hãy cùng suy nghĩ và ghi câu trả lời vào trong tập của mình nhé. Bạn đã có câu trả lời cho mình rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu câu trả lời của câu C nhé. Các bạn cùng quan sát câu C. Câu C cũng được kết thúc bằng cụm từ như thế nào? Vậy, để trả lời cho câu hỏi này, các bạn phải đi tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính cách của bé Kim Dây trong bài thơ. Từ chỉ tính cách
của bé Kim Dây trong bài thơ là từ tình nghịch. Vậy ta có thể trả lời như sau. Bé Kim Dây chạy vút lên trước hàng một cách tinh nghịch. Hay ta có thể nói cách khác. Bé Kim Dây tinh nghịch chạy vút lên trước hàng. Các bạn có làm đúng không nào? Cô khen tất cả các bạn. Vậy qua bài tập 2 này, ta có thể rút ra được bài học gì? Các bạn rất là giỏi. Để trả lời cho các câu hỏi như thế nào, thì ta phải tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm tính cách của sự vật. Các bạn đã nhớ chưa nào? Ở bài tập 2, các bạn đã biết cách trả lời câu hỏi như thế nào rồi? Để biết cách đặt câu hỏi cho bộ phận câu, trả lời cho câu hỏi như thế nào, chúng ta cùng qua bài tập 3 nhé. Các bạn cùng đọc to yêu cầu bài tập 3 với cô nào. Bài 3, đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm. A. Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng. B. Edison làm việc miệt mài suốt ngày đêm. C. Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. D. Tiếng nhạc nổi lên réo rách. Các bạn có 2 phút để suy nghĩ và ghi bài làm của mình vào trong tập. Cô lưu ý nhỏ đối với các bạn, khi viết câu hỏi, đầu câu phải viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm hỏi. Các bạn nhớ chưa? Thời gian làm bài bắt đầu. Bạn đã có câu trả lời chưa nào? Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau sửa bài nhé. Các bạn hãy cùng quan sát những từ in đậm trong 4 câu trên và cho cô biết đây là các từ chỉ gì? À đúng rồi, đây là các từ chỉ đặc điểm tính cách. Vậy để đặt câu hỏi cho các từ chỉ đặc điểm tính cách thì ta dùng mẫu câu nào? Cô hoàn toàn đồng ý với các bạn, để đặt câu hỏi cho các từ chỉ đặc điểm tính cách thì ta dùng mẫu câu như thế nào? Các bạn hãy cùng so sánh xem mình làm có đúng hay không nhé. A. Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng. Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào? B. Edison làm việc miệt mài suốt ngày đêm. Edison làm việc như thế nào? C. Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.
hai chị em nhìn chú Lý như thế nào? D. Tiếng nhạc nổi lên réo rách. Tiếng nhạc nổi lên như thế nào? Các bạn có làm đúng bài tập 3 hay không? Cô khen tất cả các bạn. Vậy là cô trò chúng ta vừa hoàn thành tiết luyện từ và câu, nhân hóa, ôn cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào rồi. Các bạn hãy ôn lại các cách nhân hóa sự vật, đặt cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào, và sau đó làm bài kiểm tra cô gửi đính kèm theo bài giảng nhé. Giờ học đã kết thúc rồi. Cô chúc các bạn luôn vui và học tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở các tiết học lần sau nhé. Cô xin chào tất cả các bạn.